Chân dung Minh Chiết, nam sinh với màn nhường câu hỏi chưa có tiền lệ tại chung kết Olympia gây sốt mạng xã hội. Sáng ngày 8 tháng 10, chung kết năm đường lên đỉnh Olympia 2023 đã chính thức diễn ra. Nam sinh Lê Xuân Mạnh đến từ trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa đã trở thành quán quân Olympia năm thứ 23. Đáng chú ý trong cuộc thi, nam sinh Nguyễn Minh Chiết với quyết định chưa từng có tiền lệ, đó chính là nhường câu hỏi cuối trong gói về đích của mình để giúp hai đối thủ đang sàn sàn điểm nhau, Trọng Thành và Xuân Mạnh, cạnh tranh ngôi vô địch. Hiện tại em thấy cả bạn Mạnh và bạn Thành đều rất xứng đáng cho chức vô địch và để công bằng nhất thì em sẽ nhường câu hỏi này để hai bạn có thể tranh tài, Chiết nói. Hành động của Chiết đã nhận về tràng pháo tay rất lớn từ khán giả ở trường quay, đồng thời cũng gây bão cả trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng quyết định của Chiết không chỉ khiến trận chung kết năm trở nên kịch tính hơn mà đồng thời cũng thể hiện được sự khiêm tốn, dứt khoát của nam sinh xứ Huế. Thầy cô bạn bè nhận xét Minh Chiết có kiến thức sâu rộng cùng tư duy nhanh nhẹn, với thế mạnh vượt trội về văn học và hiểu biết chung. Còn chàng trai Huế tự nhận bản thân có thế mạnh ở các câu hỏi về thể thao, nghệ thuật, âm nhạc và kiến thức xã hội. Minh Chiết từng được tuyên dương học sinh ba tốt cấp tỉnh năm 2022-2023. Minh Chiết cho biết luôn cân bằng thời gian học tập nghỉ ngơi để có thể đạt được hiệu quả cao nhất.